diệu pháp liên hoa phẩm thứ hai phương tiện. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ chánh định an lành mà dạy, bảo ngài Xá Lợi Phất, trí huệ của các đức Phật rất sâu vô lượng, môn trí huệ đó khó hiểu khó vào, tất cả hàng thanh văn cùng tích chi Phật đều không biết được vì sao. Phật đã từng gần gũi trăm nghìn muôn ức vô số các đức Phật, tròn tu vô lượng đạo pháp của các đức Phật, dòng mạnh tinh tần danh tột đồn khắp, tròn nên pháp rất sâu chưa từng có, theo thời nghĩ mà nói pháp thì thù khó hiểu. Xá Lợi Phất, từ ta thành Phật đến nay, các món nhân duyên, các món thí dụ, dòng nói ngôn giáo dùng vô số phương tiện dịu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp. Vì sao Đức Như Lai đã đầy đủ phương tiện trí kiến và ba la mật? Xá Lợi Phất, trí kiến của Như Lai rộng lớn sâu xa, đức vô lượng vô ngại lực, vô sở ý thiền định giải thoát tam muộn, đều vào sâu không ngăn mẹ, tròn nên tất cả pháp chưa từng có. Xá Lợi Phất, Như Lai hay các món phân biệt khéo nói, các pháp lời lẽ êm dịu uy đẹp lòng chúng. Xá Lợi Phất, tóm yếu mà nói đó vô lượng vô biên pháp, vì tăng hiểu đức Phật thầy đều tròn nên. Thôi Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp khó hiểu ít có, thứ nhất mà Phật tròn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột tướng chân thật của các pháp, nghĩa là các pháp tướng như vậy, tánh như vậy, thể như vậy, lực như vậy, tạc như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, bảo như vậy, trước sau rụt rào như vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: đấng Thế Hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh không ai hiểu được Phật trí lực vô sở ý giải thoát các tam muội, các pháp khác của Phật không ai so lường được. Vốn từ vô số vật đầy đủ tu các đạo pháp, nhiệm màu rất sâu khó thấy khó rõ được, trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả, ta đều đã thấy biết quả bảo lớn như vậy. Các món tình tướng nghĩa ta cùng mười phương Phật mới biết được việc đó. Pháp đó không chỉ được vắng bật tường nói nắng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát người sức tín bền chặt. Các hàng đệ tử Phật từng cùng dương các Phật, tất cả lâu đã hết trụ thân rụt, sau này các hàng người vậy thầy, sức họ không cam được. Giả sử đầy thế gian đều như Xá Lợi Phất cùng suy chung, so lường chẳng lường được, trí Phật chính sự khắp mười phương đều như Xá Lợi Phất, và các đệ tử khác cùng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường cùng lại chẳng biết được. Bậc duyên giác trí lành vô lầu thân rụt sâu, cùng đầy mười phương cõi số đông như rừng tre, hàng này chung một lòng trong vô lượng ức kiếp, muốn xét Phật thật trí chẳng biết được chút phần. Bồ Tát mời Phật tâm cùng dương vô số Phật,
do thầu các địa tụ lại ấy khéo nói pháp như lụa mè tre lâu đông đầy mười phương cõi một lòng dùng tùy màu trải số kiếp ăn xa tẩy đều chúng suy lương chẳng biết được tùy phật ăn bất thôi bồ tát số đông như ăn xa một lòng chúng suy cầu cùng lại chẳng yêu được lại bảo xả lời phất pháp nhiệm màu rất sâu vô lầu khó nghĩ bàn nay ta đã được đủ chỉ ta biết tường đó mười phương phật cùng vậy xả lời phất phải biết lời phật nói không khác với pháp của phật nói nên xin sức tin chắc pháp của phật lâu sau cần phải nói chân thật bảo các chúng tánh văn cùng người cầu duyên giác ta khiến cho thoát khổ đến chứng được niết bàn phật dùng sức phương tiện dạy cho ba tựa giáo chúng sanh nơi nơi chấp dắt đó mà ra khỏi khi đó trong chúng có an thanh văn lầu tần a la hán ngài a nhà kiều trần như một nghìn hai trăm người và các tỳ kheo ni cần sự nam cùng cần sự nữ hàng người phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng hôm nay đức phật cử chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này pháp của phật chúng rất sâu khó hiểu tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được đức phật nói một nghĩa giải thoát chúng ta cùng chứng được pháp đó đến nơi niết bàn mà nay chẳng rõ đó về đâu lúc ấy ngài trả lời phất biệt lòng nghi của bốn chúng chính mình cùng chưa rõ liền bạch phật rằng thưa thế tôn nhân gì duyên gì mà phật ân cần khen người pháp phương tiện thứ nhất niềm màu rất sâu khó hiểu của các đức phật con từ trước đến nay chưa từng nghe phật nói điều đó hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi quỳ xin đức thế tôn bày nói việc đó cớ gì mà đức thế tôn ân cần khen người pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu khi đó ngài trả lời phất muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng đấng huệ nhật đại thành lâu mới nói pháp này từ nói pháp minh chứng lực mô ủy tam muội tiền đình giải thoát thầy đều chẳng nghĩ bàn được pháp chừng nơi đào tràng không ai hỏi đến được thì con có lương được cùng không ai hay hỏi không hỏi mà từ nói khen người đào mình làm các đức phật chừng được thì huệ rất nhiệm màu hàng vô lầu la ản cùng người cầu niết bàn ấy đều xa lưỡi nghi phật cử chỉ nói thế hàng người cầu duyên giác tỳ kheo ni các trời rồng quỷ thần và can thạt ba tay ngỏ nhau mang lòng nghi nhìn trong đồng túc tôn việc đó là thế nào xin phật vì dạy cho trong các chúng tánh văn phật nói con hàng nhất nay con nơi chỉ mình nghi lầm không rõ được vì là pháp rốt ráo vì là đạo phật làm con từ miệng phật xanh chắp tay nhìn trông chờ xin ban tiếng nhiệm màu liền vì nói như thực các trời rồng thân tài số đông như hằng sa bồ tát cầu thành phật chủ nhiều có tám muôn lại những muôn ức ngược vua chuyển luân vương đền đều lòng kính chắp tay muốn nghe đạo đầy đủ khi đó đức phật bảo ngài trả lời phất tôi chẳng nên nói nữa nếu nói việc đó tất cả trong đời các đời và người đều sẽ kinh sợ nghi ngờ
Ngài trả lời Phật lại bạch rằng: Thưa Thế Tôn, quỷ xin nói đó, quỷ xin nói đó. Vì sao? Vì trong hồi đấy có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sinh đã từng gặp các đức Phật, các căn mạnh lệ trí uy sáng suốt, được nghe Phật dạy chắc có thể kính tin. Lúc ấy Ngài trả lời Phật muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Đấng Pháp Vương vô tường xin nói chuyện, đừng lo vô lượng chúng hồi đây có người ai kính tin. Đức Phật lại ngăn trả lời Phật: Nếu nói việc đó thì tất cả trong đời trời người A-tu-la đều sẽ nghi sợ, thì khéo tăng thường màn sẽ phải xa vào âm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn lại nói kệ rằng: Thôi, tôi chẳng nên nói Pháp ta diệu khó nghĩ, những kẻ tăng thường màn nghe ắt khó kính tin. Lúc ấy Ngài trả lời Phật bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, quỷ xin Phật nói, quỷ xin Phật nói, nay trong hồi này là người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức đời đời đã từng theo Phật học hỏi. Những người như thế chắc ai kính tin lâu dài an ổn nhiều điều lợi ích. Khi đó Ngài trả lời Phật muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng vô thường lượng túc xin nói Pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật xin tương phân biệt nói vô lượng chúng ngồi đây ai kính tin Pháp này. Đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế đều một lòng chắp tay muốn muốn nghe lành lời Phật. Chúng con nghìn hai trăm cùng hàng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này quỳ xin phân biệt nói chúng đây nghe Pháp ấy thời sanh lòng vui mừng. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài trả lời Phật: Ông đã ân cần ba phen thưa tỉnh đâu được chẳng nói. Ông nay lòng nghe khéo suy nghĩ nhờ đó, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Khi Đức Phật nói lời đó, trong chúng hồi có các tỳ kheo, tỳ kheo ni, cần sự nam, cần sự nữ, cả thầy năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội xấu nặng, cùng tăng thường màn chưa được mà nói đã được chưa chừng mà trả cho chừng. Có lỗi dương ấy cho nên không ở lại, Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài trả lời Phật: Trong chúng ta đây không còn cành lá rặt có ạt chắc. Trả lời Phật: Nhưng ngã tăng thường màn như vậy lui về cũng là tốt. Ông nên khéo lẽ, ông nay nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài trả lời Phật bạch rằng: Vâng, thưa Thế Tôn, con nguyện ưa muốn nghe. Đức Phật bảo Ngài trả lời Phật: Pháp màu như thế các đức Phật Như Lai tình khi đúng thời mời nói, đó là đó như hoa linh thoại đến tới tiệt mời yên. Một lần trả lời Phật: Các ông nên tin lời của Phật nói, không hề ư vọng. Trả lời Phật: Các đức Phật theo thời nghi nói Pháp ý thù khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện, các món nhân dân lời lẽ thì dù diện nói các Pháp. Pháp đó không phải là suy lượng phân biệt mà có thể hiểu, chỉ có các đức Phật mới biết được đó. Vì sao? Vì các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Trả lời Phật: Sao nói rằng các đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra đời? Các đức Phật Thế Tôn vì muốn cho chúng sinh khai trí kiến Phật để được thanh tịnh mà hiện ra đời. Vì muốn trí kiến Phật cho chúng sanh mà hiện ra đời.
vì muốn cho chúng sanh tỏ ngộ trí kiến Phật mà hiện nơi ra đời, vì muốn cho chúng sinh chứng vào đạo trí kiến Phật mà hiện ra nơi đời. Xả lời Phật, đó là các đức Phật do vì sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Đức Phật bảo xả lời Phật, các đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát những điều làm ra tường vì một việc chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi. Xả lời Phật, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật tựa mà vì chúng sanh nói Pháp không có các tựa hoặc ai hoặc ba khác. Xả lời Phật, Pháp của tất cả Đức Phật ở mười phương cùng thể. Xả lời Phật, thuở quá khứ các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân dân lời lệ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp đó đều là một tựa nên các chúng sanh đó theo chư Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chung trị. Trả lời Phật, thuở vì lai các Đức Phật sẽ ra đời cùng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân dân lời lệ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp ấy đều là một Phật thừa nên các chúng sinh đó theo Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chung trị. Trả lời Phật, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương, các đức Phật tề tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Các đức Phật đó cùng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lẽ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp đó đều là một Phật thừa các chúng sinh ấy theo Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chung trị. Xả lời Phật, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sinh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sinh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sinh chứng vào tri kiến Phật vậy. Xả lời Phật, nay ta cùng lại như thế rõ biết các chúng sinh có những điều ưa muốn thân tâm mê chấp. Ta tùy theo bản tánh kia dùng các món nhân duyên lời lệ thì dù cùng sức phương tiện mà vì đó nói Pháp. Xả lời Phật, như thế đều vì để chứng được một Phật thừa nhất thiết chung trị. Trả lời Phật, Pháp của tất cả Đức Phật ở mười phương cùng như thế. Trả lời Phật, thuở quá khứ các Đức Phật dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lệ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp đó đều là một Phật thừa nên các chúng sinh đó theo chư Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chung trị. Trả lời Phật, thuở vì lai các Đức Phật sẽ ra đời cùng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lệ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp ấy đều là một Phật thừa nên các chúng sanh đó theo Phật nghe Pháp rốt ráo đều được chứng nhất thiết chung trị. Trả lời Phật, hiện tại nay trong vô lượng trăm nghìn muôn ức cõi Phật ở mười phương các đức Phật thế tôn nhiều điều lợi ích an vui cho chúng sinh. Các đức Phật đó cùng dùng vô lượng vô số phương tiện các món nhân duyên lời lệ thì dù mà vì chúng sanh diện nói các Pháp, vì Pháp đó đều là một Phật thừa các chúng sinh ấy theo Phật nghe Pháp rốt ráo đều đang chứng nhất thiết chung trị. Xả lời Phật, các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ giáo cho chúng sanh
vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào tri kiến Phật vậy. Xả lời Phật, nay ta cùng lại như thế rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn tâm tâm mê chấp, ta tùy theo bổn tánh kia dùng các món nhân dân lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói pháp. Trả lời Phật, như thế đều vì để chúng đồng một Phật tựa nhất thiết chúng trì. Trả lời Phật, trong cõi nước đó mười phương còn không có ai tựa hộ hà huống có ba. Trả lời Phật, các đức Phật hiện ra trong đời ác năm trượt, nghĩa là kiếp trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, kiến trượt, mạnh trượt. Như thế trả lời Phật, lúc kiếp loạn trượt, chúng sanh nhớ nặng bọn chèn tham lam ghét ganh, tròn nên các căn chẳng lành. Cho nên các đức Phật dùng sức phương tiện nơi một Phật tựa phân biệt nổi thành ba. Trả lời Phật, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-la-hán cùng viên giác mà không nghe không biết việc của các đức Phật Như Lai chỉ giáo, Hòa Bồ-Tát, người này chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng phải là A-la-hán, chẳng phải viên giác. Lại nữa, trả lời Phật, các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được A-la-hán là tấn rụt sau rốt rào niết bàn, đen chẳng lại chỉ quyết cầu đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thường mạn. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thực chứng quả a la hán mà không tin pháp này quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ yên hiện tiền công Phật. Vì sao? Sau khi Phật diệt độ những kinh như thế, người ấy tỏ thì đọc tùng hiểu nghĩa rất khó có được. Nếu gặp đức Phật các ở trong pháp này bèn được hiểu rõ. Trả lời Phật, các ông nên một lòng tin hiểu tỏ thì lời Phật dạy, lời các đức Phật Như Lai nói không hư vọng, không có tựa nào khác, chỉ có một Phật tựa thôi. Khi ấy đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: tỳ kheo ni mạng mang lòng tăng thường mạn, cần sự nam ngã mạn, cần sự nữ chẳng tin thang bồn chúng như thế. Số kia có năm ngàn chẳng từ thầy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót việc sự tôi quấy mình, chỉ nhỏ đó đã ra còn cảm tâm tâm chúng ai. Đức Phật phải đi gà đỏ kèm phước đức, chẳng cam lành pháp này chúng ấy không thành là chỉ có những hột chắc. Trả lời Phật, khéo nghe pháp của các Phật được vô lượng sức phương tiện, mà vì chúng sanh nội tâm của chúng sanh nghĩ các món đạo làm ra bao nhiêu những thành tục nghiệp lành giữ đời trước Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thì dù lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng, hoặc là nói thế kinh cố khởi cùng bổn sự bổn sanh vì tăng hữu, cùng nói những nhân duyên thì dù và trung tùng gần nghi công chính kinh tánh đồn ưa pháp nhỏ tam chấp nơi sanh tử nơi vô lượng. Đức Phật chẳng tu đạo sâu màu vì các khổ nào lần, vì đó nói niết bàn ta bày phương tiện đó khiến đều vào huệ Phật chưa từng nói các ông sẽ được thành Phật đạo. Sở gì chưa từng nói vì giờ nói chưa đến nay, chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. Chính bộ pháp của ta tuần theo chúng sinh nói vào đại thừa làm gốc, nên mời nói kinh này có Phật tử tâm tình êm dịu cùng căn lời nơi vô lượng các Phật mà tu đạo sâu màu. Vì ăn Phật tử này nói kinh đại thừa đây, ta ghi cho người đó để sau thành Phật đạo, bởi
thâm tâm niệm Phật, tu trì tình giới vậy hàng này nghe thành Phật, rất mừng đầy khắp mình Phật biệt tâm của kia. Nên vì nói đại thừa thanh văn hoặc Bồ Tát nghe ta nói Pháp ra nhận đến một bài kệ đều thành Phật không nghi. Trong cõi Phật mười phương chỉ có một thừa Pháp không hai cùng không ba, trừ Phật phương tiện nói chỉ dùng danh từ giả dần tất các chúng sanh, vì nói trí huệ Phật các Phật ra nơi đời chỉ một việc này thực, hai thứ chẳng phải trơn tròn, chẳng đem tiểu thừa mà tế độ chúng sanh. Phật từ trụ đại thừa như Pháp của mình được định huệ lực trang nghiêm, dùng đầy đủ chúng sinh từ chúng đạo vô thường. Pháp bình đẳng đại thừa nếu dùng tiểu thừa độ nhân đến nơi một người thời ta đọa sân tam việc ấy tất không được. Nhiều người tin về Phật Như Lai chẳng dối gạt, cùng không lòng tam ghen dứt ác trong gặp Pháp, nên Phật ở mười phương mà riêng không trụ sở. Ta dùng tường trang nghiêm ánh sáng soi trong đời đồng vô lượng chúng trong, vì nói thực tường ẩn xả lời Phật nên biết. Ta buồn lập thề nguyện buồn cho tất cả chúng bằng như ta, không khác như ta xưa đã nguyện, nay đã đầy đủ rồi. Tất cả đồ tất cả chúng sinh đều khiến vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sinh dùng Phật đạo dạy cả kẻ vô trì rồi sai mê lầm không nhận lời ta rõ, chúng sinh đó chưa từng tu cội lành chấp chặt nơi ngủ dục, vì si ái sinh khổ bởi nhân duyên các dục, sanh vào ba đường dữ xoay lăn trong sáu nẻo trù đời những khổ độc, thân mòn tỏi bào tai đời đời tăng trưởng luôn. Người đức mỏng ít vượt các sự khổ bức ngặt vào rừng rầm ta kiền, hoặc chấp có chấp không nương gà các chấp này đầy đủ sáu mới ai chấp chặt pháp ư vòng bèn nhận không được. Bỏ ngã màn tự khoe cao vua nịnh lòng khô thực trong nghìn muôn ức kiếp, chẳng nghe danh từ Phật cùng chẳng nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Cho nên trả lời Phật ta vì bày phương tiện nói các đạo dứt khổ chỉ cho đỏ niết bàn, ta giàu nói niết bàn cùng chẳng phải thật diệt. Các pháp từ bốn lai tưởng thương từ vàng lặng thật từ anh đào, rồi đời sau được thành Phật, ta có sức phương tiện mở bày khắp ba thừa. Tất cả các thế tôn đều nói đạo nhất thừa nay trong đại chúng này đều nên trừ nghi lầm. Lời Phật nói không khác chỉ một không hai thừa vô số kiếp đã qua vô lượng, Phật diệt độ trăm nghìn muôn ức Phật số nhiều không lường được. Các thế tôn như thế các món duyên thì dụ vô số ức phương tiện diện nói các pháp tướng, các đức thế tôn đó đều nói pháp nhất thừa độ vô lượng chúng sanh khiến vào nơi Phật đạo. Lại các đại thánh chùa biết tất cả thế gian trời người loài quần sanh, tâm tâm chỗ ưa muốn bèn dùng phương tiện các xúc bày nghĩa đề nhất. Nếu có loài chúng sanh gặp các Phật quá khứ hoặc nghe Pháp Bồ Tì hoặc tì giới nhận nhục tinh thần thiên trí tay các món tu phước huệ, những người như thế đó đều đã thành Phật đạo sau các Phật diệt. Nếu người lòng lành dịu các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo các Phật diệt độ rồi, người cùng dương xả lời dung muôn ức từ Phật vàng bạc và pha lê xa cư cung mà nào
Ngọc mai khôi lưu ly tanh tình rồng nghiêm sức đau rồi nơi cạc tạp. Hoặc cỏ rừng miều đà chiên đàn và trầm tỳ gỗ mật cùng bồ khạc. Gạch ngoài bùn đất tẩy hoặc ở trong đồng trồng. Chừa đất tanh miều Phật nhân đến đông từ dần nhóm cát tanh tạp Phật. Nhưng hàng người như thế đều đã tanh Phật đạo. Nếu như người vì Phật xây dựng các hình tượng chạm trổ thanh các tượng đều đã thanh Phật đạo hoặc sung bày bảo làm táo đồng bạch đồng đỏ chất nhóm cùng chi kèm sắt gỗ cùng với bùn hoặc dùng kéo sơn vải nghiêm sức làm tượng Phật. Nhưng người như thế đó đều đã thanh Phật đạo vẽ vời làm tượng Phật trăm tượng phược trang nghiêm từ làm hoặc bảo người đều đã thành Phật đạo nhân đến đông từ dần hoặc cây cỏ và bụt hoặc lấy móng tay mình mà vẽ làm tượng Phật. Nhưng hàng người như thế lần lần chừa công đức đầy đủ tâm đại bi đều đã thành Phật đạo. Chỉ dạy các Bồ Tát thoát đồ vô lượng chúng. Nếu người nơi tạp miều tường bảo và tường vẽ dùng hoa hương phan lòng lòng tình mà cùng dương hoặc khiến người tội nhạc thành trọng tội sưng ốc tiêu địch cầm không âu tì ba chụp trà đồng. Các tiếng ấy như thế đem dùng cùng dương hết hoặc người lòng vui mừng ca ngâm tên Đức Phật nhân đến một tiếng nhỏ đều đã thành Phật đạo. Nếu người lòng tán loạn nhân đến dùng một hoa cùng dương nơi tường vẽ lần thầy các Đức Phật hoặc có người lễ lại hoặc lại chỉ chắp tay nhân đến giữa một tay hoặc lại ơi quỳ đầu dùng đấy cùng dương tường lần thầy vô lượng Phật thành từ thành đạo vô tường dòng đồ trùng vô số vào vô dư niết bàn như quỳ hết lửa tất. Nếu người tâm tàn loạn bước vào phòng tháp chưa chỉ niệm nam mô Phật đều đã thành Phật đạo nơi các Phật quả khứ tại thế hoặc diệt độ. Có người nghe pháp này đều đã thành Phật đạo các thể tôn vị lai. Số nhiều không thể lượng các đức Như Lai đó dùng phương tiện nói pháp tất cả các Như Lai dùng vô lượng phương tiện độ thoát các chúng sinh vào trì vô lậu Phật. Nếu có người nghe pháp không ai chẳng thành Phật các Phật vốn thề nguyện tu ta tu anh Phật đạo khắp muôn cho chúng sanh cùng đồng được đạo này các Phật vị các Phật đời vị lai giàu nói trăm nghìn ức số vô lượng các pháp tuy thực vị nhất thừa các pháp lượng túc tôn biệt pháp thường không thành dòng Phật theo duyên sanh cho nên nói nhất thừa pháp đó trụ mỗi pháp tường thế gian tường còn nơi đạo tràng biệt rồi Đức Phật phương tiện nói hiện tại mười hai phương của trời người cùng dương số nhiều như ăn xa hiện ra nơi thế gian vì an ổn chúng sanh cùng nói pháp như thế biệt vắng bật nhất tử nhất bởi dùng sức phương tiện dầu bay các pháp môn kỳ thực vì Phật tựa biệt các hành chúng sinh thân tâm nó nghi nhớ nghiệp quen từ quá khứ tâm dục sức tinh thần và các căn lời đồn dùng các món nhân dân thì dù cùng lời lệ tùy cơ phương tiện nói ta nay cũng như vậy vì an ổn chúng sinh chung cặp
Mòn pháp môn giao bày nơi Phật đạo, ta dùng sức trí huệ rõ tình dục cùng sanh pháp phương tiện, các pháp đều khiến được vui mừng. Xả lời Phật nên biệt, ta dùng mắt Phật xem thấy sáu đường chúng sanh nghèo cùng không phước huệ, vào đường hiểm sanh từ hồn khổ nổi luôn không dứt, sâu tham nơi ngủ dục như trâu mau mình đuôi, do tam ải từ che đuôi mù không thấy biệt, chẳng cầu Phật thế lớn cùng thấp nhất sự khổ sâu vào các ta kiến, lấy khổ muốn bỏ khổ vi Phật, vì chúng sanh này mà sanh lòng đại bi. Xưa tu ngồi đào tràng xem cây cùng tinh hành suy nghĩ việc như vậy, thì hệ quả ta được vi diệu rất. Thứ nhất, chúng sanh các căn trầm tam vui si làm mù các hàng người như thế, làm sao mà đủ được. Bây giờ các phàm vương cùng các trời đệ chức bốn tiên vương hồ đời và trời đại từ tài cùng các tiên chúng các trăm nghìn ức quyền thuộc, chắp tay cung kính lễ tình ta chuyển pháp lân, ta liền từ suy nghĩ nếu chỉ khen Phật tựa chúng sanh chìm nơi khổ, không thể tin pháp đó, do pháp không tin rơi rụt trong ba đường dự. Ta không nói pháp mau vào gọi niết bàn, liền nhờ Phật quả khứ thực thành phương sức phương tiện, ta nay chứng được đạo cùng nên nói ba tường. Lúc ta nghỉ thì đó mười phương Phật đều yên tiếng phàm an ủi ta, hay tay Đức Thích Ca bậc đạo sư từ nhất được pháp vô thường ấy, tùy theo tất cả Phật mà dùng sức phương tiện, chúng ta cùng đều được pháp tối diệu thứ nhất. Vì các loài chúng sanh phân biệt nói ba thừa, thì kèm ưa nội thì kèm ưa pháp nhỏ, chẳng từ tín thành Phật, cho nên dùng phương tiện phân biệt nói các quả. Dầu lại nói ba thừa chỉ vì dạy Bồ Tát trả lời Phật nên biệt, ta nghe các đức Phật tiếng phàm tiếng nhiệm màu rất sạch, xưng Nam Mô Chư Phật. Ta lại nghĩ thế này, ta ra đời trượt ác như các Phật đã nói, ta cùng thuần làm theo suy nghĩ việc đời đó, liên đến thành ba này gặp pháp tướng tình diệt, không thể dùng lời này bèn dùng sức phương tiện. Vì năm thì kéo nói đó gọi là chuyển pháp luân, bèn có tình diệt bàn cùng với a la hán tên pháp tăng sai khắc, từ kiếp xa nhân này khen bày pháp niết bàn dứt ăn khổ sống chết. Ta thường nói như thế, trả lời Phật phải biệt, ta thấy các Phật tử tuyệt kỳ cầu Phật đạo vô lượng nghìn muôn ức, đều dùng lòng tôn kính đồng đi đến chỗ Phật từng đã theo các Phật. Nghe nói pháp phương tiện, ta liền nghĩ thế này, sợ gì Phật ra đời để vì nói Phật huệ nay chính đã đúng giờ, trả lời Phật nên biệt. Người cắm trầm trí nhỏ, kẻ chấp thường kiêu màn, chẳng thể tin pháp này. Nay ta vui vô ý ở trong hàng Bồ Tát, chính bỏ ngay phương tiện chỉ nói đạo vô thường. Bồ Tát nghe pháp đó đều đã trừ lưỡi nghi, nghìn hai trăm la hán cùng đều sẽ thành Phật như các như nghi thức nói pháp của các Phật ba đời. Ta nay cùng như vậy nói pháp không phân biệt, các đức Phật ra đời lâu xa khó gặp vừa chính sự, hiện ra đời nói pháp này khó ơn.
gian vô lượng vô số kiếp nghe pháp này cùng họ, hay nghe được pháp này người đó cùng lại khó thị. Như hoa linh toại tất cả đều yêu mến, ít có trong trời người lâu lâu một lần tổ. Người nghe pháp mừng khen nhận đến nói một lời thời tạ, là đã cùng dương tất cả Phật ba đời người đó rất ít có. Hơn cả hoa yêu đàm các ông chữ có nghĩ ta là vua các pháp khắp bảo các đại chúng chỉ dùng. Đạo nhất thừa dạy bảo các Bồ Tát không thanh văn đệ tử xả lời Phật các ông thanh văn và Bồ Tát phải biết pháp màu này bị yêu của các Phật. Bởi đời ác năm trật chỉ tam ưa các dục nhưng chúng sanh như thế tròn không cầu Phật đạo. Người ác đời sau thể tới nghe Phật nói nhất thừa mê lầm không tin nhận phà pháp và đường dự. Người tam quỷ trong sạch tuyệt chỉ cầu Phật đạo, nên vì bọn người ấy dòng khán đạo nhất thừa. Xả lời Phật nên biết các Phật như thế dùng, muốn ức phương tiện tùy theo thời nghi nói pháp. Người chẳng học tập tu không hiểu được pháp này các ông đã biết rõ Phật là thầy trong đời, vượt phương tiện tùy nghi không còn lại nghi lầm. Lòng sinh rất vui mừng từ biệt sẽ thành Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính diệu pháp liên hoa phẩm từ ai phương tiện hết